Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến có buổi tiếp ngài Oliver Toll, Tổng lãnh sự Vương quốc Anh tại thành phố Hồ Chí Minh, đến thăm và làm việc tại thành phố Đà Nẵng. Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến chào mừng ngài Tổng lãnh sự, đồng thời thông tin tình hình phát triển của thành phố Đà Nẵng thời gian qua, tiềm năng lợi thế cũng như những triển vọng phát triển trong thời gian đến, đồng thời mong muốn ngài Tổng lãnh sự tiếp tục sẽ là cầu nối hiệu quả giữa Vương quốc Anh và thành phố Đà Nẵng, thúc đẩy quan hệ hợp tác hơn nữa trên các lĩnh vực mũi nhọn của Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay. Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo thành phố, ngài Oliver Toll, Tổng lãnh sự Vương quốc Anh tại thành phố Hồ Chí Minh, bày tỏ ấn tượng về thành phố Đà Nẵng và khẳng định quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Vương quốc Anh và Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng ngày càng bền chặt và đi vào chiều sâu, nhất là về lĩnh vực thương mại tài chính, đồng thời tin tưởng vào triển vọng hợp tác phát triển giữa Vương quốc Anh và Đà Nẵng trong thời gian tới sẽ tiếp tục có nhiều khởi sắc.